xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở trung tâm thủ đô Oslo, Norway nhá. Hôm nay là có dịp vào đây, Nick thấy trời đẹp quá trường luôn. Nắng thì chói chang, bầu trời trong xanh nè. Giống như là hôm trước có anh chị nào đó nhắn cho Nick là ngày Nick đang ở trên Gelo đó, thì ở bên Oslo nắng đẹp lắm. Và hôm nay Nick xuống Oslo thì thấy là đúng là trời quá đẹp. Mà không còn lạnh nữa, chỉ mát mát thôi. Nhưng mà theo thói quen phòng hờ, Nick vẫn phải mang cái áo khoác ở trên người nè. Mặc dù là đi ngoài đường là thấy nóng rồi, nhưng mà không sao, bây giờ giữ phòng thôi, vẫn phải mặc ở trên người cái áo jean này đó. Thì hôm nay có dịp đến trong thủ đô Oslo rồi, Nick sẽ đi một vòng ở đây ở khu vực trung tâm nào, quay chia sẻ cho quý cô bác chị và các bạn cùng xem luôn nhé. Bây giờ thì mời quý cô bác chị và các bạn cùng theo chân với Nick, chúng ta cùng đi khám phá trung tâm thủ đô Oslo của Norway nhé. Đây là tòa nhà quốc hội của Norway nè, nằm ở trong trung tâm thủ đô luôn, thủ đô Oslo. Ở trên là có cờ của Norway. Kiến trúc tòa nhà này khá là đẹp, cân đối hai bên, ở giữa là hình tròn, ở hai bên là hai nhánh của tòa nhà. Nếu thấy cửa chính là cửa gỗ màu vàng sáng nè. Nhưng mà hiện giờ thì có như là cờ của Ukraine đang ở đây. Chắc là người ta đang nói về vấn đề giữa Nga và Ukraine rồi. Dương cờ quá trời, thấy lo nữa, chuẩn bị lát chắc có chương trình nè. Rồi bên đây là khách sạn Grand Hotel, nằm ngay trung tâm. Mấy bữa nay đi bên Bắc Âu, Nick thấy là Đan Mạch, rồi bên Na Uy, thành phố Bergen và những thành phố khác đều treo cờ của LGBT quá trời khắp nơi luôn, không biết là đang sự kiện gì. Mà chắc là thân thiện và có sự kiện dành cho giới LGBT nên là quá trời lá cờ treo ngay khách sạn này, 4 lá cờ treo trên đó nè. Ở đây có tượng của Johan Sverdrup 1816-1892, không biết ông này là ai đây. Tượng bằng đồng. Ở đằng kia nữa, thấy một khách sạn đằng kia để Johan Hotel. Khách sạn đó tên mang tên của cái vị này đây. Và cũng treo cờ sắp có, Nick thấy rồi, sắp có Oslo Pride, có diễu hành, có chương trình diễu hành của LGBT. Khách sạn cổ này cũng treo cờ. Cái băng rôn thả dài đó, Oslo Pride. Hôm nay trời Oslo nắng đẹp, nắng chói chang nè. Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà hơi cảm giác nóng rồi. Mà cái nắng ở đây đúng là hơi khó chịu. Mà cái cây này nó ra bông quá trời luôn nè, không biết họ cắt tỉa sao mà cái dây này như phía dưới này nó bằng như cái đáy của cái nồi, nó bằng phẳng luôn, mà ở trên này xòe ra giống như hình cây thông. Rồi bông nở quá trời luôn. Nhưng mà không nghe mùi thơm. Thỉnh thoảng nghe mùi thơm, không biết là của loại bông nào. Không phải là biết là của trên cây này hay là của mấy cái bông dưới đất này. Thôi để Nick đi vòng vòng quay tiếp những khu vực xung quanh đây cho cô bán chị mình xem nha. Trung tâm cho nên là thấy đông người nè, khá là thấy giống du khách nước ngoài nhiều đi mua sắm. Khu vực ở trong đây chắc là khu vực mua sắm rồi. Đây có xe của cảnh sát. Rồi, cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự đây. Ngày nào mà cảnh sát ra là chắc cũng phải có những vấn đề. Bên kia là thấy tòa nhà cũng cổ đẹp quá nè. Đấy, cái chữ là Aflaton Propan Co-op này, không biết có phải là cái siêu thị Co-op hay không.
và để quảng cáo chữ quá bự trên đó cả. Dưới đất thì có những cái bồn bông quá trời, là mùa này mà trồng hoa nở rất là đẹp. Cái hoa này cái cánh nó chắc, nó dày, nó đỏ rực luôn, đỏ hồng lên đẹp quá trời. Rồi bên đây giống giống hoa lo kèn. Ơi, thấy người ta cũng cầm túi, chắc là đi mua đồ. Trung tâm mua sắm rồi, bên đây chắc là trung tâm mua sắm, là thấy nhiều nhãn hiệu quảng cáo đây nè. Đằng kia là có cái chữ gì ở trên cao. Thấy biểu tượng như đồng hồ là trên cao, chữ đỏ là Free, F-R-L-E, còn chữ gì nữa không? Freya. Không biết đây là thương hiệu gì. Rồi trên kia là Iskla. Thương hiệu không biết là thương hiệu của về cái gì hay là tòa nhà đó. Phía dưới là thấy có David Anderson. Trong đây giống như là phố đi bộ rồi. Thấy có cảnh sát lên nè, anh cảnh sát trẻ đang ngồi coi điện thoại. Trong đây là chắn xe lớn rồi, không cho xe lớn vô, chỉ có xe hai bánh này đi bộ, thì trở thành phố đi bộ rồi. Cái này Carl Johan Gate 20, số 20 tòa nhà này. Smoothie Exchange, trong đây chắc bán sinh tố, cà phê, bánh ngọt. Còn bên đây là có burger, premium burger, rồi nhà hàng Ấn Độ, Jaipur. Nhiều thương hiệu nè, Sitan Bakery, rồi United Bakery. Dưới đây là hệ thống tàu điện rồi. Xuống dưới tầng hầm metro. Rồi nó xuống dưới đây luôn. Xem cái hệ thống dưới đây tí xíu rồi. Cái đường hầm tới đây như thế nào. Khu vực trung tâm có nhiều người vứt rác, vứt tàn thuốc hơi bị nhiều à. Mặc dù cái sọt rác người ta để đó kìa. Anh đây vào T-Bahn Metro nè. Có một cái cửa hàng tiện lợi ở bên trong tầng hầm. Đây là các tuyến đường đi, các chuyến tàu sắp đi là mấy phút sẽ đi. Phải có thang máy dành cho người đi xe lăn hay người đi thang khó khăn đó. Đây là bên trong là hai bên có quảng cáo mà cái thương hiệu hình như là giày.
cần đi gấp thì chạy. Xuống như này, bên này có cái máy chụp ảnh. Rồi vé và lấy ticket. Cả bán vé không thấy người. Rồi thông tin các tuyến đi. Ở đây là một cái ngã tư, bên trái là đi Expo là sao Renning Old, còn bên phải là Renning West Westbound, chắc là hướng tây và hướng đông thôi. Ồ, sau bên trong nè, rồi vô đó tẻ nhánh nữa mọi người, có nhiều line nhiều đường đi. Trên tường là màu khá là đẹp nè, màu cam, màu đỏ, màu xanh. Đằng kia là cầu thang, rất là hướng đi lên rồi. Còn bên đây, để nhìn lại bên đây coi, cũng là một hướng xuống tàu nè. Rồi, đây là bản đồ về các đường tàu. Giờ rời khỏi chỗ đường hầm với metro, nước ra ngoài đường thì nước thấy khu vực này khang trang. Những tòa nhà này kiểu xưa xưa, khá là đẹp. Rồi đường tàu chạy, tàu điện, tàu 406, line số 13. Tàu điện cặp sát ở trong lề luôn. Và cái mép của tàu với mép lề nó sát nhau, chắc có là thiết kế cho người đi xe lăn, mình ta thể là đẩy xe lăn lên rất dễ. Còn đây những cửa hàng nữa. Đây là line số 11, cái dạng tàu này có lẽ là hơi cũ kỹ rồi. Bên kia là line số 12, trên xe cũng đầy kín người. Thương hiệu Bottega Veneta. Rồi cái trụ này là cái trụ gì mà dán quảng cáo tờ lưa ở trên đây đó luôn. Burberry Magazine 1979 Steen and Strom, chắc là cửa hiệu mua sắm rồi. Cái xe đạp giao hàng chạy vô bên trong luôn. Willow Oslo. Còn bên đây Burberry. Ở đằng kia là Dior, thấy có Dior rồi, đồng hồ nữa nè, Hermès nè. Rồi và đằng kia có YSL. Và tuốt đằng đầu đường chắc có Louis Vuitton nữa. Giờ Nick vô thử ở bên trong cái Steen and Strom này. Bên trong đây là nhìn cũng sang đẹp nè, có mấy tầng lầu. Rồi có tầng dưới nữa. Wow, trang trí bằng những cái dải
những cái dải lụa đẹp đó là cam, đỏ, nâu, xanh, xanh dương, xanh lá cây, tím, vàng, đủ thứ. Dài đằng kia là các loại mỹ phẩm rồi, với nước hoa. Đứng từ xa là nghe mùi nước hoa nồng nặc luôn. Tầng dưới này là food hall, tầng ăn uống nè. Nãy đứng ở trên nó nhìn xuống cũng thấy rồi. Nghe tiếng chiên xào bên trong rồi nè. Ở dưới đây có workshop. Đó là workshop, thông tiếng Anh bây giờ là thành workshop. Shop gì? Là tacos. Ở bên kia đây Rossi, món Ý. Rồi kế bên là Greece, Hy Lạp. Rồi bên trong kia là cửa hàng rượu bia gì mà để chai quá trời chổng, là chắc là nguyên cái cửa hàng rượu bia. Ở chỗ ngồi ăn uống. Rồi sô-cô-la. Rồi nhà vệ sinh trong kia. Rồi bây giờ ra ngoài đường trở lại là những cửa hiệu mua sắm. Như vậy là khu vực đi bộ này là những cửa hiệu mua sắm rồi. Bên kia là Kicks. Rồi trên lầu là Post nè. Còn dưới đất ở ngoài này có hai bên người ta bán hàng rong. Ở phía trước nữa nó thấy có mấy người ngồi bán mấy cái túi, thấy cũng đẹp đẹp. Không biết được phép bán không, người ta ngồi bán ngoài đường nè. Đây có cửa hiệu Zara. Đây là nhà hàng Sea Sushi Asian Restaurant. Nhà hàng Á Châu. Thấy đây là Sea Sushi, là có món Nhật nè, có sushi nè. Tuy nhiên thì ở đây là cũng có là cái tương ớt sĩ Racha. Nên thật ra nhà hàng này có gốc Việt rồi, bán món Việt nha. Đây là một chén sủi cảo nè, nhìn cũng khá là bắt mắt nè, màu khá là đẹp, mà nước nhìn giống hoành thánh hơn, người ta gọi là sủi cảo. Có hành phi ở trong đây, có vài cọng giá, rồi giống như là có miếng hành lá sắc vô vậy, để nít nếm thử coi. Cái nước cũng khá là ngon nha. Cái mùi vị đậm đà, hương vị ngọt đậm theo kiểu Sài Gòn nè, khá là ngon nha. Còn đây là tô bún thịt bò xào kiểu Nam Bộ, bún xào thôi, bún thịt xào. Đây có chả giò nè, rồi thịt bò, đậu phộng nè, xào với củ hành, thịt bò xào củ hành. Đây là bún, bên dưới là rau, là cải nè, có giá nữa. Rồi rau thơm không biết có không, ở bên này chắc là khó có cái loại rau thơm giống ở Việt Nam rồi, nhưng mà nhìn rất là bắt mắt. Cái tô rất là bự, thấy nhiều lắm nha. Bây giờ rưới nước mắm lên. Rưới lên rồi ăn. Wow, thấy chảy nước miếng rồi, nhìn rất là ngon. Hay lắm.
Bây giờ ăn xong rồi thì Nick sẽ đi ra một cái khu vực khác, có một cái công viên mà trong đó có rất là nhiều tượng, tượng không có mặc đồ, mọi người hay gọi nôm na là công viên tượng khỏa thân. Nhiều cô bác chị cũng có nhắn Nick là đến Oslo nhớ ghé đó để tham quan nè. Nick sẽ ra ngoài đó và sẽ quay trong một video clip khác cho quý cô bác chị và các bạn cùng xem nhé. Còn video clip của ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng rồi. Cảm ơn quý cô bác chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Nick xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác chị và các bạn trong một số video clip kỳ sau nè. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.